dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu vô về đánh giấc chưa nghỉ ngơi. Đây là lần thứ hai mà chúng ta được gặp chị Diệp Anh Minh, và hôm nay lại được gặp một số các chị rất là mới nữa, mà một lát nữa xin quý anh chị sẽ được tự giới thiệu để mọi người cùng biết. Bây giờ trước hết thì chúng ta dành cho nhau những tràng pháo tay và quay qua bắt tay người bên cạnh để cái tỏ tình thân ái của đồng môn sư phạm Quy Nhơn. Chúng ta có đôi lời trước khi chúng ta bước vào niềm vui. Mời chị. Xin thưa tất cả các anh chị đồng môn và tất cả các bạn khóa năm thân mến. Giờ trước hết tôi xin trân trọng kính chào các anh chị, sau cho tôi xin giới thiệu những người anh người chị đồng môn của mình từ Việt Nam qua. Giờ được không ạ? Dạ, xin giới thiệu chị Phạm Thị Sen, khóa 2, chị Phạm Thị Sen từ Việt Nam qua đám cưới cháu ruột ở San Diego. Dạ. Dạ, xin giới thiệu anh Hoàng Minh thì biết rồi. Người bên cạnh không chịu được. Anh Hoàng Minh có bốn là anh là quan lên rồi chứ còn đòi giới thiệu gì nữa. Con trai của tôi, con trai của mình, gia đình mà của Minh Diệp là qua một lần rồi. Giới thiệu là bạn Võ Thị Đăng là ở bên sáu là yêu tân này. Rồi cuối cùng xin giới thiệu gia đình Hoàng Minh và Đặng Thị Diệp, có cháu thứ năm là Hoàng Thị Khánh Trang. Đâu?
Dạ chứ, để tôi xin mời chị Trang vì chị cả thứ hai mời gặp nhau. Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là mình rất là hân hạnh được dự cái buổi họp hôm nay, họp mặt hôm nay. Mình trước hết mình cũng chúc tất cả các bạn ở đây sức khỏe và sự như ý. Tại thật ra thì mình ở Việt Nam qua thì mình thấy các bạn ở đây mình thấy rất là vui. Một lần nữa thì mình chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc. Ngon cái tưởng đẹp quá, ai thích quá. Anh cũng đã từng là hội trưởng nhiều năm, sau đó bởi vì anh sức khỏe không được tốt cho nên anh đã xin thôi, và anh hiện là cố vấn của hội Á Hữu Sư Phạm Quy Nhơn Hải Ngoại. Chúng em xin được hân hạnh mời anh có đôi lời với tất cả các đồng môn của chúng ta ngày hôm nay. Trưởng đàng, kêu là trưởng đàng, trưởng đàng. Trưởng đàng này, nghe trưởng đàng nói nhỉ. Tôi xin chào mừng tất cả quý anh chị. Anh tôi rất hân hạnh, anh rẻ là quá. Dạ, cảm ơn tất cả quý anh chị. Thắng hiệu. Và tôi ở đây cũng hân hạnh để sát sát với những quý anh chị từ Việt Nam qua du lịch Hoa Kỳ, và đồng thời cũng có dành thời giờ để anh chúng tôi gặp mặt. Thì thật ra nói khó một á, thì nhớ nghĩ đến là những cái người đi trước, bon chen đi trước và già cả hơn tất cả mọi anh chị. Còn gì nữa đâu, có chăng là mình gặp nhau đây. Nửa đen, anh nói lắm mà thát cái kiểu nửa đen. Cho nên công tác là xin chúc tất cả quý anh chị sức khỏe và có buổi họp mặt rất là vui. Xin chào tất cả quý anh chị. Anh nói hay quá. Và bây giờ với tư cách là một nhà báo, tất cả nghĩ như thế nào? Vô cùng không thể. Dạ. Anh đừng có nhắc. Dạ. Dạ thưa tất cả các anh chị, nhìn vô cái nét mặt và tiếng cười chúng ta đã thấy có một cái gì sung sướng trong lòng rồi, phải anh chị? Đúng rồi. Gặp nhau chưa nói ra cười như vậy là quá mừng rồi, bởi vì cái tuổi U70, U80 mà như vậy là không thể nào mà ai theo mình được. Bây giờ là dịp là có một cái niềm cảm xúc rất là hân hạnh được các anh chị gặp, bởi vì là cái chương trình cũng quá ít. Mà hôm gặp cũng là vất vả trong một buổi chiều từ 1 giờ mà tới 5 giờ mà đi 3-4 điểm. Một điểm là người bạn là ở Hương Giang tập trung tất cả các tiểu bang về rồi đó nè. Rồi một điểm là về thăm thầy hiệu trưởng, thầy rất hiểu tôi lắm. Về mà nghe ngao lắm. Rồi sau đó là tranh thủ chạy về thì lên đây là bị mấy anh chị không vui rồi, bởi vì là mấy anh chị tập trung rồi mà khách còn đường xa. Dạ, nhưng mà cũng vui là vì là rất hân hạnh được là các anh chị niềm nở và hân hoan trong một đại gia đình sư phạm của chúng ta. Dạ. Bây giờ tôi cũng là xin là cầu cho sức khỏe của chúng ta lâu dài để mình còn nhiều lần gặp nhau. Và sau khi dừng lời thì tôi cũng xin cầu chúc sức khỏe thôi, chứ không biết nói gì hơn nữa. Và tôi xin trân trọng kính mời các anh chị nếu có dịp về Việt Nam là liên lạc với Diệp, là sẵn sàng có 5-30 người như vậy. Cảm ơn chị rất nhiều về cái cảm nghĩ của chị đối với đồng môn của chúng ta tại hải ngoại. Và bây giờ chị Hiên có đôi lời, xin mời chị. Lần thứ nhất mà họ gặp mặt ngồi đây là có hân gặp mặt chị không? Gặp mặt chị Diệp, xung động quá quên tên. Gặp mặt chị Diệp á, là lần đầu tiên, tức là rất là đông các anh chị nhưng mà Hiên còn bệnh trên giường không có đi thăm được, không có gặp mặt được, thì đó là một điều rất tiếc. Và Hiên có trách anh chị Minh Diệp ở cái điểm này.
Bây giờ Hiên phải nói ra đây, vì nếu Hiên không nói là Hiên sẽ chịu không được. Đó là cái thứ nhất á, là anh Minh chị Diệp là vừa khóa 4 vừa khóa 5, là tất cả ở đây là đa số đều khóa 4 khóa 5 và có thêm các anh chị khóa khác nữa. Nhưng khi về đây á, khóa 5 ở đây rất là đông, mà anh chị chỉ dành cho tụi khóa năm này á, có sao chiều chủ nhật có 2 tiếng, chiều hôm nay chắc được 3-4 tiếng vậy thôi, còn đi Houston 5 ngày rồi đi Bắc Cali 3 ngày. Nhưng bây giờ Hiên phải kể hết ra để tại sao anh chị lại phân biệt đối xử như thế, kiên vị quá nha, cho nên cái này là kiểu khiếu nại đó. Rồi, okay. Anh Diệp với chị Minh trả lời. Chỗ này là chỗ mà thuộc đô của người Việt mà ở có mấy tiệm lắm. Tôi xin trả lời bạn tôi ha. Hiên ơi, không phải như ý Hiên đâu. Tụi tôi là cái dân du mục, đi đó ai cho đi đâu đi đó ha. Thế nên là gặp bạn thì kéo đi là đi, chứ không phải là phân biệt giữa Hiên và những người cả đâu. Diệp là rất quý mến Hiên lắm nghe. Không, phải nói Hiên. Nhớ, chung, ok. Chung có ok. Dạ. Dạ thưa tất cả các bạn có năm thân yêu này. Bởi vì cái chương trình mà dành cho Hilton không phải là tình cảm riêng gì hết, mà cũng ưu tiên cho một đứa con gái lần đầu tiên muốn đi nước Mỹ, cho nên nó chỉ đi được 2 tuần. Và khi tôi ở Hilton là tôi phải ở lại để đợi cháu phỏng vấn được hay không, phải làm lịch. Chứ còn đương nhiên cái quả nấm của mình là quả trứng đá mềm mà quả ngon lành này. Ở Việt Nam của tôi tại Sài Gòn có nắm cầm 5 người thôi. Năm người thôi. Cái khóa của năm giờ thưa các anh chị, tôi nói rất là đúng sự thật. Bởi vì vậy này, cái khóa năm là đúng lúc chính thiện. Mấy cô là toàn là đi theo hoa mãi hết. Cho nên là ai mà ở nhà là như tụi tôi là trụ cột là từ viên có hoa mãi nửa chừng thôi. Hoa mãi nửa chứ. Cho nên ở bên Việt Nam là tại Sài Gòn tôi là 5 người thôi. Đăng Thu Cúc là chưa cùng đi tới biển này. Lê thì gái là nhà cũng rất thích đi chơi, mà Hồng còn năm là bị đau mắt này, vì Diệp, vì là thêm Hòa, và thôi còn lại mấy người đây Bích Thuận là cũng rất ít đi, đó cầm 6 người làm răng mà đau mắt đi. Cũng giống như cái tên San Jose ngày hôm qua, nhà thưa cả anh chị, tên San Jose ngày hôm qua cùng 32 người, mà trong đó còn năm hết 18 người rồi. Còn năm nhiều ở đấy như vậy đó. Cho nên đất lối ra tôi đi về chẳng cho quá năm đi riêng cái quần năm mà tôi điểm dân tại Mỹ là theo tôi biết á, theo số người mà Diệp biết mà quần năm tại Mỹ ở đây á là hết 58 người là tôi biết trong dân sách, còn ai được sót là tôi biết. Xin cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta lắng nghe một lời cảm nghĩ của một anh rể. Xin cảm ơn những thầy lời xin chào tất cả anh chị em trong gia đình sư phạm Quy Nhơn. Tôi là rể của sư phạm. Hôm nay tôi rất vui mừng và rất hân hạnh được gặp tất cả anh chị trong không khí rất là vui tươi, đầm ấm và rất là thân thiện. Mặc dù có rất nhiều người mới gặp lần đầu tiên, nhưng mà giống như đã gặp từ bao giờ. Xin chúc tất cả anh chị em được sức khỏe và luôn luôn được hạnh phúc. Xin đợi. Kính thưa quý anh chị, và bây giờ để khép lại cái phần đầu, Vũ Hùng sẽ gửi đến quý anh chị một bài hát để tặng cho tất cả những người đã làm cha làm mẹ, mà bài hát này Vũ Hùng sáng tác, bài hát mang tên Tình Mẹ Nghĩa Cha. Tôi có mẹ cha nhân ái hiền hòa, suốt bao năm dài lần gần đuôi nâng con. Tôi có mẹ cha tình bao la như biển khơi, như non cao cao ngút trời, cả một đời vì đàn con.
Người cha ấy như đuốc soi rực sáng giữa bóng đêm mờ ám, dẫn tôi qua muôn nẻo đường. Người mẹ ấy dẫu đắng cay lầy lất, dẫu khó khăn chồng chất, nhưng mẹ vẫn cười vui. Người cha ấy dẫu đớn đau không xiềng xích, dẫu khó khăn trong ngục tôi, vẫn hiên ngang ngẩng mặt nhìn đời. Người mẹ ấy dẫu tóc xanh bạc trắng, dẫu mắt hoen màu nắng, nhưng mẹ vẫn đẹp xinh. Tôi vẫn thầm mơ non nước đẹp dầu sẽ đưa cha mẹ về thăm dãy phố xưa, nơi có hàng cây cha mẹ tôi vẫn ngồi đây, bao yêu thương đã đong đầy. Ôi tuyệt vời tình người cha, người cha ấy như đuốc soi rực sáng giữa bóng đêm mờ ám, dẫn tôi qua muôn nẻo đường. Quên hết rồi nhìn ngày chia phôi, quên đường đi lối xưa ngậm ngùi, quên tình yêu dấu xưa bạc màu, hai ta đành chung lối. Ôi những kỷ niệm này bên nhau, sao bây giờ chỉ còn thương đau. Quên đường đi lối xưa bồi ngồi, quên tình yêu lối xưa hẹn hò, bây giờ trả lại chẳng sao. Đêm những ước mơ tình xưa lối mòn, hai ta cùng chung lối. Cuộc đời từ đây thôi đành ngang trái, người về đâu có ai, anh biết không anh, em suốt đời một lòng thương anh. Ta dòng trời phiêu lãng cuối trời, đời bạt bèo phù du kiếm người, dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười, vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy thắp sáng tâm hồn cháy lên trong tim mọi người những yêu thương trong cuộc đời. Mùa hạ ơi tình phơi phới bạn ơi, xin hãy vứt hết nơi buồn, xóa tan đi bao đêm trường, cứ ung dung trong cuộc đời. Chưa được.